rất là bằng nha các bạn. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một dụng cụ để gắp gạch rất là đơn giản và tiện lợi, không có bay bụi. Đó là mũi dùng, chúng ta dùng mũi khoan đa năng các bạn, của nhãn hiệu Ohm. Cái mũi khoan này thì sử dụng để khoan tường bê tông, khoan gạch rất là tiện lợi, các bạn cũng biết. Nhưng mà sử dụng để gắp gạch thì bây giờ mình giới thiệu cho các bạn một mẹo để gắp gạch rất là đơn giản. Có nhiều bạn đến mua lửa gắp gạch đó, nó rất là mất tiền, 5, 6, 7, 10 ngàn, cả 100 ngàn. Các bạn phàn nàn là cắt một viên gạch có tí xíu mà mua cái lửa gắp gạch thì quá là mất tiền. Cho nên hôm nay mình làm cái video này để giới thiệu cho các bạn cách để cắt gạch rất là đơn giản. Chúng ta mua trên thị trường thì có rất là nhiều cái mũi khoan này. Tất cả các cửa hàng điện nước dụng cụ đều có bán. Đó là mũi khoan đa năng, mũi khoan đa năng nhãn hiệu Ohm. Nếu như chúng ta cắt gạch thì mua cái mũi nhỏ thôi, chừng khoảng 6 ly thì cắt được rồi, cho nó đỡ tốn chi phí nhiều, khoảng 20-25 ngàn một mũi. Còn có nhiều mũi khác nhau, có nhiều cỡ kích cỡ khác nhau. Nếu như chúng ta khoan con gạch thì dùng cái mũi lớn hơn, có 6, 8, 10, 12, 14. Và mình cắt gạch lại các bạn nhé. Các bạn đặt thước vào, mình làm giấy, mình làm dấu kỹ và mình cứ đặt đường vậy là xong. Rất là bằng láng nha các bạn, không có bay bụi. Và mình có lưu ý với các bạn tí xíu là khi chúng ta lát gạch nền hoặc là ốp gạch vào tường á, thì chúng ta nên đem gạch này nè ngâm vào trong nước một vài tiếng đồng hồ để nước nó thấm vào đây. Vì khi chúng ta chát cửa lên trên này, chúng ta ốp vào tường và bên tường chúng ta cũng nên xịt nước để cho nó ẩm ướt, nó ẩm một tí để hai cái mặt này nó ăn khớp với nhau, nó ăn dính với nhau lâu ngày không có bị bong ra. Nếu như các bạn để khô thì mình bô bữa vào đây mình dán vào thì một thời gian sau nó sẽ bị rớt ra nha các bạn. Và video chia sẻ cách cắt gạch bằng mũi khoan đa năng nhãn hiệu Ohm đến đây xin tạm dừng. Chúc các bạn thành công. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình đạt được 1.000 sub với nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các video sau.